cao tay lên dừng hẳn Treo lên.
Trên bảng số 9 mời hai vận động viên Ngô Thị Thanh Tâm của đội Trung tâm Thể dục Thể thao và vận động viên Nguyễn Văn Tuấn của Điện lực Hải Phòng về bảng số 9 làm một tổng thi đấu. Ra vật trước đi. Nội dung đơn C mời hai vận động viên Cao Xuân Trường của Vân Trạng và Trần Đắc Tuấn của Trung Hiếu Ga về bảng số 7 là một đồng thi đấu. Và bảng số 6 mời hai vận động viên Nguyễn Đình Hoàng, Trần Lâm và vận động viên Hoàng của Điện lực Hải Hậu về bảng Đình Hoàng của Điện lực Hải Hậu về bảng số 6 là một đồng thi đấu.
phải phán đoán nhìn kỹ này, rõ ràng nha. Đoàn số 1 mời hai vận động viên Phạm Văn Diệm của Đài Loan và Phạm Đức Long của Trung tâm Thanh thiếu niên về bàn số 1 làm thủ tục thi đấu. Xoay giật lên, giật lên, giật lên. Phán đoán đi, phán đoán đi. Phán đoán, phán đoán. Bóng rơi hẳn xuống đất, treo xoáy lên. Cho bóng rơi hẳn xuống đất, treo lên.
rồi. Đâu? Nhau bị giật. Đúng rồi, nhưng mà vẫn hảo. Bàn, bàn. Nhẹ nhẹ đấy, phải xoay vào. À, bê à? Chậm lại. Chậm thôi đừng quăng, chậm 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 thôi. Không vào nhanh được thì vào chậm. Có hai phương án, một nhanh chậm. Trên bàn số 3, đội Trọng Sơn thắng C, ngoài 2 vận động viên Phạm Công Hòa, câu lạc bộ Trần Ngọc Dũng và Lã Ngọc Anh, trung tâm thể dục thể thao thành phố về bàn số 3 làm chủ động thi đấu. Mời hai vận động viên Phạm Công Hòa, Trần Ngọc Dũng và Lã Ngọc Anh, trung tâm thể dục thể thao thành phố về bàn số 3 làm chủ động thi đấu. Chọc sâu hay không? Cái tóc trông nạt quá nè. Ô! 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 Lâu chưa?
Trên bảng số 3, nội dung đơn hạng C, mời hai người. Thoải mái lên, thích làm gì là nhớ là sau ra bóng là được.
Giật vào đâu để không bị ụp lại. Vào đâu để không trái chẳng hạn. Đầu vọt. Giật sửa đi. Vào sửa vọt. Chịu em chặt luôn. Lại chịu. Giật đầu vọt chặt luôn. Xoáy tổng hợp đây. Năm xe à? Tháng 2 nhớ nhớ. Trên bàn số 1, mời hai vận động viên Đinh Văn Quý, anh em Hà Nam và Hoàng Anh Minh Điện Ngọc Dũng về bàn số 1 làm thủ tục thi đấu. Mời hai vận động viên Đinh Văn Quý, anh em Hà Nam và Hoàng Anh Minh Điện Ngọc Dũng về bàn số 1 làm thủ tục thi đấu. Trên bàn số 9, mời hai vận động viên Đặng Đức Huy và ngành đội viên Đỗ Mạnh Quyết của Vân Càng về bàn số 9 làm thủ tục. Mời hai vận động viên Đặng Đức Huy và ngành đội viên Đỗ Mạnh Quyết của Vân Càng về bàn số 9 làm thủ tục thi đấu. Xin lỗi.
Mời hai vận viên Tuấn Anh và Mạnh về bàn số 2 làm thủ tục thi đấu.